quạt không cánh lọc khí của Dyson, mã của nó là PP04, chữ màu trắng rất là đẹp, không có gì vết để rước. Sản phẩm sử dụng điện auto từ 100 cho đến 240V nên có thể sử dụng trực tiếp điện 220 ở Việt Nam được. Đây là adapter remote và hướng dẫn nhé, bản catalog của sản phẩm. Chiếc này có bộ lọc của nó là hai lớp nhé, đây bộ lọc than hoạt tính, bộ lọc cấp 3. Chiếc này có thể kết nối qua điện thoại nhé. Đây là khe gió của nó đây. Ngoài ra nó còn có khe gió phụ phía sau, trong trường hợp mình chỉ muốn lọc không khí mà không muốn quạt mát thì gió sẽ được chuyển hướng sau và phía trước này sẽ không có gió nhé. Sản phẩm có góc xoay 350 độ nên là gần như là nó xoay được khắp phòng. Và tính năng người ta sử dụng qua remote nhé. Thứ nhất là tắt mở nguồn này. Đấy, tắt mở nguồn này. Đây là tính năng info, tức là xem tất cả thông tin về máy cũng như là về chất lượng không khí hiện tại. Đây nồng độ bụi mịn đến M2.5 đang nhiều này. Đấy, đang nấu ăn nên là nó sẽ có mùi rồi. Mùi hóa chất. Đây nhiệt độ hiện tại này. Độ ẩm hiện tại trong không khí ấy. Tình trạng bộ lọc hiện tại là bộ lọc hai lớp nhé. Màu tím là của HEPA nhé, màu xanh là của bộ lọc than hoạt tính ở phía trong, hiện tại đang rất là ok này. Đây chất lượng không khí nhé, theo thời gian thực. Thứ hai là biển tăng giảm tốc độ gió này, chứ hai phím mà to nhỏ bên này nhé, bên trên là tăng này, giảm, quạt có 10 cấp độ gió nhé. Đấy. Đây là phím auto. Auto thì nó sẽ hoạt động dựa vào chất lượng không khí, nếu chất lượng không khí mà cái tình trạng ví dụ như màu đỏ này thì nó sẽ chạy ở chế độ max nhé, để tăng tốc độ lọc không khí. Đây là chế độ gió ra phía sau, cái này thì đấy. Gió sẽ chạy ra phía sau, phía trước này không có gió mà gió sẽ được tản ở phía sau này. Để quay trở lại thì ta ấn tiếp tục vào phím này thì gió sẽ ra phía trước. Đấy. Còn đây là phím xoay và phím night mode chế độ ban đêm, hẹn giờ. Đây, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ, hẹn giờ của nó là 8 tiếng, đây chế độ night mode không mà không hẹn giờ. Đấy. Đây là xoay này, xoay có các góc xoay 90 độ này, 180 này, 350 này. Đấy. Tắt xoay, tối thiểu là 45 độ nhé, ta để cho xoay 350 độ nhé. À, thấy nó xoay gần như là khắp phòng luôn. Rất là cao, chứ sản phẩm này cao hơn 1m nhé, 1m02. Xoay gần như nguyên phòng luôn, chế độ xoay cũng như chế độ quạt đều rất là êm nhé. Gần sát phòng rồi, ok, phẩm rất là đẹp.